Thưa quý vị và các bạn, với thông tin cầu Long Biên dừng lưu thông vào chiều nay thì nhiều người cảm thấy lo lắng và đến cập nhật tình hình xem mực nước ảnh hưởng như thế nào đến cây cầu Long Biên của chúng ta. À, phải cập nhật tình hình cho ạ. Lo mà, lo cho nên cũng phải đi xem nó như thế nào. Mặc dù mình chả làm được cái gì đâu nhưng biết thôi. Vì rất lâu lắm rồi nó mới lại nước lũ dâng cao như vậy. Khoảng độ 28 năm, gần 30 năm. Người dân thủ đô là mất ngủ cả đêm hôm qua mất ngủ để đi canh mực nước sông Hồng. Ở bên Ngọc Thụy Long Biên này thì an toàn hơn ở bên phố bên Chiêu Dương Độ thì ngập hết lên tới cái đường đi của dân luôn. Thì coi như là mực nước lên nhanh lắm. Nói chung là lên nhanh kinh khủng luôn. Bây giờ chỉ sợ là nước ngập thủ đô thôi. Đấy, còn cầu Long Biên thì vẫn là yếu rồi. Vẫn là yếu. Thì sợ là kiểu nước nó xối mạnh ấy, rồi ảnh hưởng đến các cái cột trụ đấy. Tuy nhiên, trong thời điểm nước sông Hồng đang tiếp tục dâng cao, có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, người dân không nên đứng sát bờ sông, tránh những rủi ro tiềm ẩn. Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân tham gia giao thông và an toàn công trình, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấm tất cả người và các phương tiện tham gia giao thông trên cầu Long Biên từ chiều ngày 10 tháng 9 cho đến khi nước rút đủ điều kiện an toàn.